Cùng thời gian dạy văn, kết bài nâng cao Việt Bắc ngữ văn lớp 12. Xuân Diệu đã từng nói với Việt Bắc, hồn thơ cũng như nghề thơ tổ hữu chín rộ. Không phải là một cây bút trong tay tổ hữu nữa, mà là nhiều ngọn bút nở cùng một lúc. Bút tả tình, bút tả cảnh, bút tả người. Người ta thấy văn chương cách mạng, trí nghĩa trí tình. Cái văn chương nên thơ, nên nhạc. Bởi thế, qua bao năm tháng biến động của lịch sử, bài thơ Việt Bắc như tiếng nói thiết tha của dung cảm lòng người việt bắc của ngày xưa vẫn nguyên vẹn trong lòng của người hôm nay tiếng lòng ân tình thủy chung ngày ấy phải chăng đã thấm sâu vào mạch ân tình trung thủy của thi ca dân tộc cho nên khoảng cách về thời gian không làm nhạt nhòa đi những ấn tượng về một vùng đất hào hùng chiến đấu đầy gian lao nguy hiểm về những anh bộ đội cụ hồ vẫn chiến đấu kiên cường để giành được độc lập tự do cho tổ quốc nếu thơ ca là những dòng sông thì thơ của tố hữu là một dòng sông trong xanh mà ta thương mến dòng sông ấy đang hợp lưu trong lòng thế hệ bạn đọc hôm nay và cả mai sau nữa chúc các em thành công